Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Là một cái khuôn viên khác để dành cho những cái bạn cá mà chúng ta sẽ xuất đi. Thì lớn nhỏ các size đủ dòng cho các bạn để dễ dàng lựa chọn tầm 28-30 cm. Thì ở cái size này thì nó là đang size sổ số, thì này là một cặp ghép sẵn. Cái size này đã ghép được rồi, ghép được một cặp thì cái này dành cho các bạn nào muốn chơi cặp mà hồ cubic. Hôm nay thấy được nhiều dòng cá lóc khác nhau luôn các bạn. Thì phân khúc học sinh sinh viên. Đó, đây là hai con vét, đây là hai con vảy rồng. Con này lên viền hết rồi nè. Size 27 là các bạn đã chốm đỏ hết cái phần này rồi. Thì trong tương lai gần thì con này sẽ đỏ, khá là đỏ luôn. Con này con size nó viền trắng hai bên, dòng này dòng vàng. Hoàng đế thì nó sẽ mắc hàng trăm lần của con này. Cũng có những cái màu sắc y như là con hoàng đế lớn nhưng mà nó size nhỏ thôi. Tức là nó tương đồng 90% anh. Sắc tố màu về cấu trúc và cơ địa này nó hơi khác biệt, nó lên tới 1m2 lần anh. Trời đất. Là em bán rất là nhiều luôn. Nhưng mà còn con này thì em để chân lại. Đó. Là còn rất là nhiều mắt bò nữa. Kỳ của nó trên đầu nó có một cái đường trắng ha. Con này pháo hoa anh đào anh. Là lại còn bé anh đào này. Trong khi này là hàng hiếm á. Nói với các bạn luôn, đối với pháo hoa anh đào là giờ là hàng hiếm. Anh thấy những bạn cá mà có cái lồng trắng mà màu đỏ nhìn nó nổi bật ha. Dạ. Nhìn cho nó ấn tượng hơn. Hello, mình là Nam Ngô đây các bạn. Tiếp tục vẫn là series về dòng China cá lóc cảnh ở Chánh Nam ha. Thì cái shop bên này là một cái khuôn viên khác để dành cho những cái bạn cá mà chúng ta sẽ xuất đi. Còn bên kia là cái khu vực chơi của Nam ha. Ok, mời các bạn vô đây, Nam sẽ giới thiệu cho chúng ta biết những dòng cá. Bên đây là em là chuyên chơi đủ dòng luôn. Dạ, hầu đa là nói về lóc, chuyên về lóc là hầu đa tất cả các dòng. Thì lớn nhỏ các size đủ dòng cho các bạn để dễ dàng lựa chọn. Thì Nam sẽ bỏ ở bên này từng hồ để mọi người lựa chọn. Chẳng hạn trước mắt mọi người đây, mọi người có thể thấy đó là một cá lóc Yellow Centrum cung size khoảng tầm 28-30 cm. Thì ở cái size này thì nó là đang size sổ số, thì mọi người có thể thấy là trên viền vảy con cá nó đã bung nè. Cái vảy trắng đen đen và sắc tố màu. Thì những cái size như này thì được rất là nhiều các bạn mà muốn mua về chơi luôn á. Thì chơi những cái size như thế này đó, thì giai đoạn này về nó còn có thể lên vảy rất là nhiều nữa nha. Thì do cái thời gian đó là do các bạn là chế độ dinh dưỡng trong cái quá trình nuôi, thì nó lên nữa hay không là do các bạn nữa. Sổ số đây là sổ số cái vảy á ha, vảy và màu anh. Màu đó. Còn cái size cá này là size sổ số rồi. Đó. Còn về những cái dòng như này thì cái dòng này là underground, là cầu vòng vây xanh. Cái này là gần mắt size rồi, dòng này nó gần mắt size, gần mắt size luôn á. Còn mắt size bên này thì này là một cặp ghép sẵn. Cái size này đã ghép được rồi, ghép được một cặp, thì cái này dành cho các bạn nào muốn chơi cặp mà hồ cubic 50, cubic nhỏ 30 á, thì có thể chơi những cái dòng mini như thế này. Đó là dòng nhỏ. Còn những cái dòng này là dòng chân châu ghép cặp, thì size này nó có thể max size lên tới 35 cm. Đó. Hôm nay thấy được nhiều dòng cá lóc khác nhau luôn các bạn. Thì cái này là những cái cặp mà Nam ghép sẵn cho các bạn để mà về chơi những cái hồ cubic đó. Về chơi thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Cái này thì phân khúc học sinh sinh viên. Cái dòng này thì phân khúc học sinh sinh viên, những các bạn mới chơi dễ dàng tiếp cận. Đó. Cái này là nguồn nó là Việt Nam hả? Cái này gốc là đó. Dòng của nó là ACTK, nó là giáp Trung Quốc, của Trung Quốc, Đài Loan và Nhật á. Nhưng mà nó có phân bố là giáp những cái biên giới giáp Trung Quốc á, thì nó vẫn có vài dòng này. Còn dòng chân châu thì nó có rất là nhiều nhánh, chẳng hạn như là chân châu đỏ, chân châu xanh, chân châu vàng và chân châu đen và chân châu lửa nữa. Thì mỗi dòng nó sẽ đều có một cái giá thành và vẻ đẹp nó khác nhau. Nghe chân châu giống trà sữa, chân châu trà đường sữa đen. Chân châu đen. Như bên này mọi người có để ý là đó, đây là hai con red, đây là hai con vảy rồng. Con này lên viền hết rồi nè. Còn con này thì đang size sổ số, con này là cực kỳ chất luôn. Đối với Nam là có đánh giá và tiêu chí đánh giá con này là cực kỳ chất. Đâu em có thể mô tả tại sao em đánh giá bạn này là chất đâu. Thứ nhất là về khung size, con size này đang khoảng tầm 26 nha. Màu sắc nó đang lên đỏ rồi, tại vì đối với vảy rồng thì nó sẽ chuyển từ giai đoạn là đen xong qua vàng xong nó mới lên đỏ, mà đối với con này con size 27 là các bạn đã chớm đỏ hết cái phần này rồi. Thì trong tương lai gần thì con này sẽ đỏ, khá là đỏ luôn. Ở cái con cá lóc Seruyan này, và anh thấy mắt nó nè. Thì những cái con cá lóc á, mà tính tương tác nó tốt, nó hung dữ á, thì cái mắt nó cực kỳ đỏ. Như con này anh đọc nó không, nó bị lờ, nó không bị nhát, nó không bị chạy đi, mà thường nó sẽ núp góc, nó núp đi rồi. Cái con này tính tương tác nó khá cao, còn đưa vô là nó sẽ kè đó. Và kỳ cờ tay bơi nó không lỗi, và trên phần thân nó lên cái viền vảy trắng á, nó đang bung khá nhiều ở hai bên. Thì trong tương lai gần sắp tới á, thì con này nó sẽ bung lên cực kỳ nhiều. Và nếu mà nó bung lên thành công á, thì cái giá thành con này cực kỳ cao ở cái khung size nhỏ này. Nó có thể to hơn, mắc hơn những cái con size khoảng tầm 50-60 cm, 70 cm, thậm chí là 70 cm luôn. Tại tố chất nó cao. Đúng rồi. Và tiềm năng. Tại vì ở đặc thù của cái vảy rồng á, là khi size càng nhỏ mà nó bung càng nhiều á, thì cái giá thành nó cực kỳ mắc.
Và không phải dễ con nào nó cũng có những cái tố chất mà ở cái khung size nhỏ. Có thể là những con lên ba mấy 40 xăng nó mới bung ra được một ít ít. Còn khi ở size nhỏ tầm 20 cho tới 30 mà nó bung nhiều thì những con có đó là cá đáng chơi. Cực kỳ cao. Còn dưới này thì nó sẽ có những con là cũng phải rồng đỏ luôn. Nhưng mà nó đó là giai đoạn này nó còn đang vàng nè anh nè. Nó chưa lên đỏ, cùng size như con kia nó chưa lên đỏ. Nhưng con này là băng calabun. Thì những con này á, nhưng mà người thấy cái viền trắng nó lên viền trắng thôi. Nó chưa lên viền đỏ. Còn những cái hồ này thì nó móng bạc lỏng oxy gì hết á. Còn con này bên này Surat Thani, con này của Thái Lan. Con này thì khá là nhoi. Con này không sai đó, viền trắng hai bên, dòng này dòng vàng chứ không phải là dòng đỏ, dòng này là của Thái Lan, Surat Thani. Còn bên này cũng vậy, đây dưới này còn con tiểu hoàng đế size 30, con này thì mát size rồi. Thay vì mọi người hay là muốn chơi là cá lóc ba ca á, chana ba ca là hoàng đế thì nó sẽ mắc hàng trăm lần con này. Con này là tiểu hoàng đế, tức là bạn nhỏ, phiên bản shopee thôi. Con này là mát size rồi, khoảng tầm 30 xăng. Còn size nhỏ tầm mười mấy 20 xăng thì con nam có nghĩa là nó cũng có những cái màu sắc y như là con hoàng đế lớn nhưng mà nó size nhỏ thôi, tức là nó tương đồng 90% sắc tố màu về cấu trúc cơ địa rồi về hình thái á thì nó giống con hoàng đế. Thay vì nó là bản shopee thôi thì thay vì hoàng đế tới mấy chục triệu nhưng con này thì tầm vài trăm tới vài triệu nó có thể chơi được rồi. Nhưng con này thì nhưng mà cái tính cách nó khác nhau không ta, các dòng cá lóc cái tính cách nó giống nhau hay là khác nhau? Đặc thù thì nó sẽ tương tự với nhau là bản tính hung dữ. Hung dữ, còn hung dữ như thế nào thì nó sẽ tùy theo mỗi con nữa, tùy mỗi con, tùy mỗi cá thể nữa. Thì con này rất là xanh ở dưới nè, mắt sai nè. Con này to mắt sai, mỗi dòng nó cũng mắt khác nhau ha. Cái con trên kia mắt đỏ, còn con này mắt đen, này dòng lóc lạnh, nó thuần nước lạnh á, tức là nó sống ở cái môi trường lý tưởng nhất là 24 đến 26 độ C là nó màu nó căng nhất, nó khỏe mạnh nhất. Nhưng mà ở Việt Nam thì khi anh về thì thích nghi cái khí hậu môi trường Việt Nam thì nó vẫn sống được bình thường nha, nhưng mà không có quá được 30 độ. Khi mà nhiệt độ lên quá cao thì trường hợp con này nó sẽ khả năng rủi ro rất là cao. Còn vảy rồng thì có thể lên 31-32 độ cũng được bình thường. Như đây mấy con mà ở nước lạnh mà nhiều khi trời nó nóng quá ở ngoài thì em có cái hướng xử lý nào cho? Thứ nhất là cơ bản nhất là mình để tiết kiệm mình dùng quạt, cái quạt tản nhiệt á, thì mình sẽ có bắt cái quạt trên cái thành hồ của mình. Đối với các bạn chơi thì bắt lên hai cái quạt ở trên thành hồ. Còn nếu mà những người có điều kiện nữa thì họ sắm luôn cho mình một cái chiller để mà mình hạ cái nhiệt độ nước thấp nhất và ổn định nhất, chẳng hạn như là từ 22 tới 24 độ luôn. Thì nó sẽ cần tài chính. Đối với những người chơi có điều kiện thì họ mới dùng chiller. Còn con này là mắt bò Thái, con này cũng Thái Lan nè. Nó con này hồi trước nó rất là dữ, con này nó dễ chơi nè. Nó rất là dữ, nó nhơ như con đó. Và cái đặc thù của con này nó hơi khác biệt, nó lên tới 1m2 lận anh. Trời đất, con này á, nó dòng nó là lên tới 1m2 luôn. Dữ vậy hả? Tự nhiên nó lên tới 1m2 và có ở lên Thái Lan nó có những con lên tới 90cm 1m rồi là đã thấy rồi á. Còn ở Việt Nam tới thời điểm hiện tại thì không có con nào qua được 50cm. Tới thời điểm hiện tại ở tại Việt Nam là dòng mắt bò Thái thì chỉ có 50cm quay đầu thôi. Và con này em nuôi khá là lâu, có tầm hơn 1 năm rồi đó, là em bán rất là nhiều luôn, nhưng mà còn con này thì em để em chân lại. Đó là còn rất là nhiều mắt bò nữa. Thì cái đặc thù của nó là nó có trâu trên mình ở kỳ đó, nó có chân. Và nó là thuộc dòng vảy rồng, cũng được gọi là dòng vảy rồng tại vì nó vẫn có lên trâu và lên vảy nha. Nhưng mà cái form con này thì nó sẽ khá là tròn và dài. Anh thấy nó dài hơn mấy con khác ha, nó sẽ form nó nhỏ mà nó dài, nó thon dài. Thì này là mắt bò Thái, thì mắt bò Thái nó sẽ có là mắt bò xanh nữa, mắt bò xanh Indo nữa, và mắt bò Myanmar, và mắt bò Sri Lanka nữa. Nhưng mà những cái dòng đó nó chưa du nhập về Việt Nam. Chẳng hạn mắt bò xanh thì có, còn mắt bò Sri Lanka thì chưa có. Bởi vì nó cái dòng này em nói nó có con lên 1m2 là nó thuộc dạng dòng cá lóc lớn nhất chưa ta, hay là còn con lớn nữa? Nếu mà nói tới dòng cá lóc 1m2 thì nó là lớn nhất rồi đó, Marulius. Thì nó là kích thước lớn hơn những cái thằng vảy rồng này. Vảy rồng bự ghê, 1m2 bự lắm. Dạ đúng rồi, nó dài 1m2 to lắm. Cái mấy cái chấm trên châu, mình nó cũng đẹp quá ha. Cái này là sẽ có những cái chấm châu trên kỳ và trên cái phần thân, chỗ cái sắc tố vạch á, nó sẽ có những cái đốm châu trên mình. Thì mỗi con nó sẽ đều có một cái vẻ đẹp riêng hết. Nhưng mà em đánh giá đối với cái là dòng mắt bò á thì nó khá là đẹp. Đối với những người chơi sưu tầm, có thể là những cái bạn người ta không có nhiều hồ á, chỉ có vài hồ thì sẽ cân nhắc là chọn tượng trưng một hai dòng để chơi. Nhưng mình nếu sưu tầm á thì vậy con mắt bò này đáng để sưu tầm. Tại vì cái vẻ đẹp khi mà nó lên tới 50cm, 60cm, cái trâu nó cực kỳ đẹp luôn. Còn ở Việt Nam mình ở giáp biên giới vẫn có dòng mắt bò, nhưng mà ở lưu vực sông Mekong. Nó là mắt bò Mekong và hầu đa là nó đang nằm trong sách đỏ. Và nó tìm được là những cái biên giới Lào á thì họ vẫn có khai thác được, nhưng mà số lượng nó không có nhiều. Nam vẫn có, Nam có, nhưng mà đợt này em hết rồi. Tại vì trước vẫn có, nhưng mà đợt này là không có khai thác được, đâm ra là
Cái này em có tổng hợp được là cái dòng chana này của mình hiện nay là nó đã phát triển được bao nhiêu dòng chưa ta? Nếu mà nói về dòng á, tại vì mỗi dòng nó sẽ chia ra từng nhánh nữa, chẳng hạn như là con mắt bò này đi, nó là dòng mắt bò Marulius, thì nó sẽ chia ra mắt bò xanh, mắt bò Thái, mắt bò Mekong, mắt bò Sri Lanka, mắt bò Myanmar. Rồi nói về dòng, chẳng hạn như dòng pháo hoa đi, như trên kia dòng pháo hoa thì nó sẽ chia ra pháo hoa đốm vàng, pháo hoa đốm đỏ, rồi pháo hoa anh đào, pháo hoa da báo, thì nó rất là nhiều dòng, xong rồi chia ra nhánh nữa. Nhưng mà nói về cái họ của nó, tức là về họ của nó thì nó rơi đâu đó khoảng tầm 25 dòng. 25 còn cái nhánh của nó nữa nha. Nhánh nữa. Nhưng mà tổng thọp hết chắc cũng lên tới hàng trăm. Dạ, nếu mà đủ mã của nó phải tầm hàng trăm dòng, nó còn rộng lắm mà. Tại vì có những cái dòng nó chưa du nhập về Việt Nam luôn, lần nào luôn, chưa có du nhập về Việt Nam lần nào luôn. Là tại vì ở thị trường nước ngoài nó khan hiếm, nó không đủ cung bên đó, làm ra nó không đủ xuất qua bên mình đó. Cái bộ môn này là nước nào chơi mạnh nhất ta? À, Indo anh. Indo. Nguồn gốc của nó là từ Indo, nó mới sát giáp tới Ấn Độ á. Có những loài cá của Ấn Độ nhưng mà trong cái địa phận của Indo nó vẫn khai thác và có trại bên đó nữa. Và ở bên Indo á thì nó sẽ có những cuộc thi nữa. Và trong tương lai gần thì ở Việt Nam mình cũng sẽ sắp tới mình sẽ có những cái cuộc thi mà nó ở mang tính tầm cỡ ở gọi là địa phận Việt Nam mình, trong nội địa của mình. Thì những anh em sẽ có những cái dự án kết nối với nhau để tạo một cái giải cho anh em chơi. Tuyệt vời. Hy vọng là anh em có thể kết nối được nhau, lên được cái tiếng nói chung và tổ chức những cái giải cho cái người chơi, người ta hiểu biết thêm, thấy được cái vẻ đẹp của bé nó. Cái cách chơi của cá này á thì người ta có chơi theo cái kiểu để hai hồ kế bên nhau, xong rồi có cái tấm chắn chính giữa, xong mỗi lần bung bung ra cho cái đó là giống như cái vách ngăn hồ, như hồ bên kia em có ngăn rất là nhiều. Thì khi mình rút ra thì hai con gặp nhau thì nó sẽ tới nó kè nhau không. Nhưng mà khi mà cái tiêu chí mà để mà thước đo để thi đấu á thì họ sẽ bỏ trong một cái hồ kính cá là anh ở thay đổi môi trường 100% luôn, là để anh tính điểm thích nghi của con cá. Cái điểm đó nữa hả? Đúng rồi, tại vì nó sẽ có là con cá anh ở hồ của anh đúng không, là nó khỏe mạnh hay là tương tác tốt, nhưng mà qua một cái môi trường mới thì con cá anh nó thích nghi nhanh hay chậm hay là có tương tác hay không. Thì nó sẽ có những cái hồ đặt một những cái dàn hồ như vậy, là hồ trơn không có phong gì hết, chỉ có không có nền luôn, chỉ có nước thôi và hồ không thôi, không phong, hồ sâu mà. Thì sẽ có những cuộc thi giải để chấm điểm là cái tính tương tác thích nghi của con cá, rồi bắt đầu mới tính những cái tiêu chí là kỳ cờ tay bơi rồi dàn vẫy. Xác định là mỗi dòng này thì nó sẽ thi là có những cái tiêu chí là vẫy sai không sai từ bao nhiêu tới bao nhiêu, nó sẽ từng hạng như nhau á. Là hạng không sai 2x tới lại 3x, hay là 3x tới 4x, nó sẽ có từng cái hạng như vậy. Và có những cái tiêu chí đánh giá kỳ cờ tay bơi, màu sắc, viền vẫy, tính tương tác, thích nghi đó. Rồi để training cho một bé cá mà nó có cái tính thích nghi như vậy thì cái cách training là như thế nào ta? Nhưng mà cần tính tương tác với người hơn. Và cái thời điểm mà để tương tác, mà để huấn luyện con cá, giống như kiểu mà để dạy dỗ một con cá, là cái thời gian anh cho ăn. Tại vì cái gì thời gian cho ăn là cái thời gian để nó dễ dàng tương tác nhất với người, và bắt đầu mình lặp đi lặp lại cái những cái hành động đó để nó hình thành thói quen. Tại vì cái gì cũng vậy, nó lặp đi lặp lại thì nó liên tục và nó đều đặn thì nó sẽ thành một cái thói quen. Thì giống như khi anh cho cá, để mà cá nhân em hay tương tác với cá là khi cho ăn là em hay nhớ nó trước khi cho ăn là mình khều, mình chơi, mình giỡn với nó để mà mình kích thích cái bản tính săn mồi lên. Đó, xong rồi lát nữa mình mới cho nó ăn. Lúc đó cho ăn có như là hình thức thưởng vậy đó. Đúng nếu rồi. Mà tương tác tốt thì thưởng vậy, nó sẽ phải có thói quen đó. Đúng rồi. Và mình cần phải lặp đi lặp lại liên tục thì nó mới tạo ra được một cái chuyển đổi. Đúng rồi. Đó. Nó giống như hình thành một cái thói quen luôn. Rồi sau này nó gặp mình là nó lăn xăng luôn. Đó. Rất là nhoi. Ở đây rất là nhiều hồ luôn. Còn bên này thì nó sẽ có những dòng như là pháo hoa, cái này là pháo hoa đốm đỏ. Anh thấy pháo hoa đẹp quá. Cái này pháo hoa đốm đỏ. Pháo hoa này nó giá trị cao nè. Như những cái bé ở đây thì nó sẽ rơi vào tầm 2 triệu đến 2 triệu rưỡi cho cái khung size này, size cũng tầm 2x. Còn những cái bé nhỏ hơn có thể là vài trăm, 800, 900 vẫn có để có thể trải nghiệm được một bé rồi. Cái bảng pháo hoa này anh thấy nó đẹp ở chỗ là cái vây nó có bông, ôi lành ghê không? Này là pháo hoa đốm đỏ, còn pháo hoa đốm vàng thì cái tay bơi nó sẽ là đen và trắng. Thằng này nó nhạt hơn, pháo hoa đốm vàng nó sẽ đậm hơn ở cái phần tay bơi, và cái đốm thay vì đốm đỏ thì nó sẽ có đốm vàng. Nó khác nhau ở cái điểm đó. Rồi còn bên này. Ủa thì... sao bằng này anh thấy cũng đốm đỏ ta? Này là đốm đỏ anh, hai pháo hoa đốm đỏ, hai pháo hoa da báo này, đây cũng pháo hoa này. Này là này tiểu hoàng đế anh, size nhỏ, size cũng tầm 15, 17, còn 20 nó nằm ở đây, 20, 22 thì size nó nằm ở đó. Này hoàng đế là cái dòng mắc nhất hiện nay á. Dạ không, con này là tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế, tiểu hoàng đế. Thì nó cũng xanh, tiêu nó nhiều. Còn bên này là size 30, max size, còn bên này hai mấy, size trưởng thành rồi, mày cũng sắp sẽ trưởng thành, còn size nhỏ mười mấy là trong kia nữa. Còn bên này thì giống như bên này còn pháo hoa, nhưng mà pháo hoa là pháo hoa da báo.
Rồi, cũng đẹp quá nè. Con này chân châu lửa. Cũng dần dòng chân châu kia nhưng mà chân châu lửa. Đó, cũng đẹp quá nè. Nó khá là đỏ, nó đỏ mà nó đỏ thẳm anh. Ừ. Nó đỏ thẳm luôn. Cái này á mà không gian tối ha. Không gian tối đánh đèn lên chắc đẹp. Đúng dữ rồi. Những cái màu sắc của nó mở rõ. Còn đây mình ngay cái hàng hiên, cái nắng chiếu vô. Tại ban ngày đó anh, đang ban ngày cho tối á là anh tắt cái đèn ngoài nó không bị ánh sáng tạp á. Thì con cá có mắt sắc tối màu bao nhiêu là nó bung lên hết bao nhiêu. Ừ. Còn như con này pháo hoa da báo thì nó sẽ có chấm đen đen. Nó khác của bên kia. Nó mỗi dòng nó một cái sắc tối khác nhau. Còn con này ngăn châu. Thường mà anh em newbie á mà muốn trải nghiệm thì cái size nào là lý tưởng nhất, an toàn nhất em? Nếu mà để mà lý tưởng nhất là con size 10. Size 10 là không nhỏ quá mà cũng không lớn quá, và cái giai đoạn nó dễ thuần. Và nó cho dù anh lặp hồ hay anh dời hồ á thì nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới cái tình trạng con cá. Còn khi con cá càng lớn thì anh khi mà anh vận chuyển hay anh dời hồ á thì cái khả năng stress á nó sẽ cao hơn và nó lâu hơn những con size nhỏ. Nhỏ thì nó nhoi, nó dễ thích nghi hơn. Còn nhỏ quá thì nó nguy hiểm tới cái việc mà nó chưa khỏe, đủ khỏe mà với lại cái môi trường của mình mà cách nuôi của mình. Chẳng hạn như lỡ có sơ suất á thì đối với cá lớn á thì nó còn qua, còn lướt được. Có sức đề kháng, có sức. Còn cá nhỏ quá thì nó không lướt qua được. Đó. Thì nên mà cái size an toàn hầu đa là size 10 tất cả những dòng cá luôn. Trong dòng cá lóc thì khuyến khích là từ size 10 tới 12. Ở không size đó là size lý tưởng để mà trải nghiệm và size an toàn. Cái con này cái vảy, cái kỳ của nó trên đầu nó có một cái đường trắng ha. Con này cái... pháo hoa anh đào anh. Cái nhỏ pháo hoa anh đào. Pháo hoa anh đào hả? Dạ, con này thì đúng là em hết rồi đó. Tại vì cái này là không tầm năm rồi chưa nhập về Việt Nam, không có shop nào nhập về Việt Nam nữa. Tại cái lô là trước là em có nhập về xong cái em kia là bán hết cho khách á. Xong rồi đợt là có cái bạn kia, bạn Thanh Lý gửi, tại em có nhận ký gửi Thanh Lý á thì bạn lại mang lại cho em lại thu lại cho bạn. Là lại còn vé anh đào này, trong khi này là hàng hiếm á. Nói với các bạn luôn, đối với pháo hoa anh đào là giờ là hàng hiếm. Hàng hiếm. Anh thấy nó trên cái đầu nó có một cái phần trắng đúng không? Dạ. Nó khác chứ những cái khác. Nó khác hẳn với những cái con pháo hoa này luôn. Đúng rồi, nhìn vô là thấy khác biệt liền. Và con này là, với lại á, anh một phần là nó mới thả vô hồ á, ngày hôm qua á, đâm ra là anh chưa, nó chưa hồi màu lại. Tại vì đặc thù cá lóc là nó chưa ổn định, nó bắt đầu nó chưa hồi màu lại, là còn nếu mà nó stress á, mới gì vô là nó đen, nó sậm lại, sọc á. Nó là đặc thù như vậy. Nếu vậy thì con này nó sẽ ra màu hoa anh đào á ta, đúng hơi rồi. hồng hả? Hồng. Là con pháo hoa anh đào là trên thị trường hiện tại là không còn luôn. Ồ, cái này là do mới về hồ hôm qua, đâm ra là chưa có hồi màu lại ha các bạn ha. Chứ đúng ra nó hồng sakura mà, hoa anh đào mà. Đây như con pháo hoa da báo này, mấy con này mới đẹp, cũng khá là đẹp. Pháo đẹp. Hoa da báo để mọi người anh thấy những bạn cá mà có cái lòng trắng mà màu đỏ nhìn nó nổi bật ha. Dạ. Nhìn cho nó ấn tượng hơn. Con này pháo hoa da báo size, những cái size này 18 đó. Còn đốm vàng size nhỏ nó nằm ở đây mười mấy nè. Size đốm vàng thì cái tay bơi nó sẽ đen hơn anh nè. Đốm vàng đen hơn, bên này cũng còn rất là nhiều nữa. Đây, bên này lát này em giới thiệu anh cái dòng, đây cũng đốm vàng này. Đây, những con này nó nhoi nè, như anh thấy. Những con này cái cá tách con á, là cái mình nó màu vàng vàng, đốm màu vàng so với cái việc mà bên kia là đốm đỏ. Và nó khác nhau một cái là anh Nam để ý cái tay bơi của nó, bên kia là cái trắng nhưng mà nó hường. Nó không có sắc tố trắng đen rõ ràng như này. Đúng rồi. Đối với đốm vàng thì nó sẽ trắng đen rõ ràng hơn. Đó. Và những cái đặc tính của pháo hoa thì nó sẽ là tính tương tác cao hơn những cái dòng cá khác nha. Tại dòng này á, nó được cái là nó nhoi, nó kiểu như là bản chất của nó luôn. Còn khi anh nuôi solo á, nó nhoi lắm. Nó nhảy lắm, mấy con này nó tương tác rất là tốt đối với pháo hoa. Thì còn con này là vây xanh, mấy con này vây xanh hàng nội địa luôn, tách form ra cho các bạn chơi thôi. Đó. Còn tiểu hoàng đế thì cái size nhỏ giống như nãy mình nói á, là tiểu hoàng đế mà size kia là mười mấy hai mấy á, thì size này size 10 thì những cái bạn mới chơi thì tài chính thấp, mình chơi những cái bé như thế này mình nuôi lên bình thường cho nó dễ, là size nhỏ đó, thì xanh như này. Anh thấy ở đây cái chất nền mà mấy hồ này em xài bằng cát cát này. Cát nắng vàng anh. Cát nắng vàng hả? Cái này em xài cát nắng vàng. Còn này cũng cát xây dựng được không nha? Không, cái này cát nắng vàng họ lược ra hết á. Nói chung là sạch sẽ xử lý. Dạ, xử lý hết rồi. Còn cái này là ray out, những cái bé cá yellow ray out tách form từng hồ như này. Thì khi mà như giống con ray out hồi nãy mình yellow, hồi nãy mình coi ở nhà thì những cái bé như này thì em tách ra từng con rồi cái đó nãy mình mới vừa hỏi nè, kéo ra là tụi nó sẽ thấy đó, nó bung lát nó thấy nhau nó bung nó. Tại vì khi mà anh để sát nhau nhiều quá nó lờn con cá. Đúng rồi, nó lờn mặt. Nhưng mà có khi nào cái con cá, ví dụ một con cá nó sung hơn con cá kia, nó làm con cá kia bị stress không ta? Đối với trường hợp mà nó sợ con kia thì nó sẽ nấp.
À, nó sợ, nó sợ là nó sẽ nấp. Có những con mà nó dạng là tới nó làm thấy ghê lắm. Mình thích những cái con cá mà cái, tại vì các bạn để ý là cái dòng cá lóc á, nó bơi rất là uyển chuyển và hai cái vây của nó đó là nó rất là nhịp nhàng ha. Thì mình thích những cái bạn mà cái vây nó có cái mảng đen giống như là cái con như bạn này đây. À, nhìn nó giống như nó đang múa quạt kìa các bạn. À, đang múa quạt ha. À, hai cái vây của nó đó, nó có những cái điểm trắng điểm đen, nó đang múa đây, bạn này nè, múa đẹp nè. Rất là đa dạng dòng luôn. Còn những cái dòng vảy rồng size nhỏ thì dưới này còn tách form từng con ấy, rất là nhiều. Vậy còn bên này em, bên này là dòng gì mà nó có hoa văn khác? Chuối hoa của Bắc Bộ mình á anh. À, dòng chuối là hoa thuần của Việt Nam, là dành cho các cái bạn mới chơi nhỏ nhỏ học sinh á. À, thì các bạn hay hỏi em là có cái dòng nào mà tài chính nó thấp không để em trải nghiệm, thì nó hầu ra sẽ có những cái dòng nội địa để mà các bạn va chạm trước. À, thì những cái dòng này đó là Chana Agus thì của chuối hoa Bắc Bộ mình. Thì chuối hoa nó sẽ có rất là nhiều dòng như là chuối hoa đen, chuối hoa vàng và chuối hoa Trung Quốc nữa, tại vì nó du nhập về Việt Nam. Còn thuần của Việt Nam mình là chuối hoa Bắc Bộ, là nhập Chana Agus này. Đó, thì nó tài chính nó thấp tầm 200.000 để mà các bạn có thể trải nghiệm thôi, và thuần hết rồi. Đó, còn cái dòng bên kia thì Underground size nhỏ để các bạn trải nghiệm. Sao trong đó trong hồ mình có cái rổ đựng đá nham thạch vậy em? À, cái hồ này thay vì á cái hệ thống lọc em không chạy á, thì em sẽ bỏ cái vật liệu lọc ở trong này luôn. À, để nó giữ cái vi sinh á. Ồ, tại vì dù á là anh nuôi số lượng lớn á, cái chất nước quan trọng là cái chất nước á, là khi vi sinh anh ổn định á thì những cái phân cặn hay là trong cái dư thừa trong hồ á thì cái vi sinh tốt nó sẽ tiêu hóa, nó sẽ là nó phân hủy hết những cái vi sinh có hại cho mình. Ừ, thì cái hệ thống nước, chất nước của mình luôn luôn nó sạch. Ừ, chất nước nó sạch. Có nghĩa là mặc dù là mình nhìn thấy là nó nổi lên bền như vậy, nhưng mà cái chất nước là nó phù hợp đúng này không? Này là sâu, cái vỏ sâu á. Đúng rồi, vỏ sâu á. Khi mình cho ăn nó sâu á, thì cái này là khi mình vớt ra hết. Còn cái chất nước vi sinh trong cái nham thạch á, thì nó tạo cái hệ vi sinh thái trong nước của mình. Nó giúp cái nước mình ổn định. Tại sao những cái này em bỏ nham thạch rất là nhiều? Tại vì những cái này em bỏ số lượng á. Những cái nhỏ khi mà mới về á, thì mình cần một cái hồ lớn ấy, đủ mới bỏ hết được, chẳng hạn như là hàng chục hàng trăm con á, thì nó sẽ cần một cái hồ để mình nhét hết, chứ không thể nào tách từng con qua thì có bao nhiêu hồ cho đủ. Ừ, đó, tại vì size nó rất là nhỏ, thì khi mà nó size lớn bắt đầu mình mới tách ra đó để mình thuần lại. Nè, em giới thiệu với anh Nam một cái dòng cá mà ở Việt Nam mình hiện tại là rất ít người sở hữu nè. Chẳng hạn như bé trong này nó là một cái bé yellow, anh nhìn thì nó sẽ không khác gì bé cá bình thường. Ừ, nhưng mà nó là của Malay. Malay. Con này Malay, đặc hữu của Malay luôn, và nó nhập về đây cách đây khoảng tầm 3 năm, từ lúc thời đời đầu của cá lóc cảnh á. Và tới thời điểm hiện tại thì trên thị trường Việt Nam ấy, đâu đó nó còn đếm trên đầu ngón tay tầm vài con thôi. Ở trong thị trường cá lóc cảnh thì đó là dòng yellow Dusun, Dusun của Malay nha. Và có hiện tại có một con, tới thời điểm hiện tại em có biết là có hai con, một con là của bạn Toàn ở Tây Ninh, thì con cá bung vậy khá là đẹp. Và con nó thực sự là nó có tiền chắc chắn chưa không mua được nữa. Những cái dòng con Dusun này có để mua là rất là khó rồi, và để kiếm được một con Dusun mà đẹp mà vẫy rất là nhiều thì nó cực kỳ khó luôn. Thì những con này nó sẽ không có nhập về Việt Nam nữa, tới thời điểm hiện tại không có một shop nào nhập về Việt Nam, căn bản là nó đặc hữu của Malay, nó không về phương thức vận chuyển anh. À, khó. Shipper là nó không nhập được nữa, và nó là không có hàng để nhập nữa. Hầu đa là nó cũng nằm trong sách đỏ của bên Malay á, đâm ra là bây giờ hàng nó cũng không có. Mà những cái bé này thì làm chơi, để làm chơi nuôi rất là lâu rồi. Còn đặc hữu của Malay cũng có một dòng nữa, đó là con Tenren này. Tenren đại đế. Thường gọi của nó là vua của dòng vảy rồng á. Tại vì nó là dòng siêu vảy. Siêu vảy luôn. Tức là khi mà nó đạt kích thước trưởng thành và cái tình trạng tốt thì con cá này nó lên vảy full hết cái người luôn. Ở phần thân giữa này nó lên hết luôn. Và lúc đó thì cái màu nó mới căng. Ở không sai hầu đa là trên 40 là bắt đầu con cá nó mới trưởng thành, nó phát triển đầy đủ hết. Thì những con cá này nó là vua. Tại sao nó gọi là Tenren đại đế là vậy á. Nó là vua của cái dòng vảy rồng. Tenren đại đế ha, nghe Tenren, sang chảnh quá. Và cái dòng này là đặc hữu của Malay, nhưng bên Indo nó có chạy rồi. Nó đã có chạy và nó đã sinh sản thành công cái dòng này. Và bắt đầu nó đã xuất được cái dòng này, có giấy tờ, có chip là hoàn luôn. Về Việt Nam có chip luôn. Thì đó là tại trại sinh sản được, nó mới xuất có giấy có chip được. Chứ còn bản chất thì nó là hàng tự nhiên. Còn cái này đặc hữu của Malay. Một con cá mà nó từ trại và một cá từ tự nhiên thì hai con cá đó đặc tính nó có khác gì nhau không ta? Về cái đối với cá tự nhiên nha, em nói về cá tự nhiên hai con thì nó sẽ có vấn đề khác nhau. Khác nhau ở đây là gì? Đối với cá tự nhiên á, thì
về sắc tố màu, về sắc tố màu và cái tình trạng con cá, sức khỏe đó, nó sẽ đẹp hơn con cá và nó khỏe hơn những con cá mà mình nuôi ở trại. Còn ở trại thì anh sẽ nuôi nó thuần được, tức là nó từ sai baby lên thì anh dễ thuần, còn hầu ra tự nhiên anh không có sai baby. Hầu ra tự nhiên anh chỉ là sai con tầm 2 ít trở lên anh khai thác thôi. Dân ngư dân địa phương họ khai thác là hầu ra sai lớn không, mà cái sai nhỏ không có. Và cái ở trại á thì anh nuôi nó thuần được từ nhỏ baby, anh nhập về xong bắt đầu anh tương tác được thì con cá nó rất là thuần, nhưng con cá nó sẽ không lên đẹp như con cá những con cá tự nhiên được. Lý do vì sao ạ? Thì những con cá mà anh nhập về á, là anh về anh nuôi nhốt ngay từ nhỏ, nó đã ngay từ sai baby, và bản chất của nó là dòng siêu vẫy và nó là lên vẫy và màu cực kỳ nhiều, nhưng mà cái môi trường tự nhiên nuôi nhốt của mình á, nó không đủ cái yếu tố mà để mà con cá nó phát triển một cách tốt nhất. Chỉ nó là dòng cá săn mồi mà nó không có cái bản năng săn mồi, dạ, thì nó cũng rồi. Sẽ làm cho nó kém đẹp lên nữa. Dạ. Thứ nhất là về cái giai đoạn về cái thức sai cũng vậy, nó sẽ không lớn sai hơn như những ngoài tự nhiên là cái thứ nhất. Cái thứ hai là về những cái con vẫy lên nhiều hay ít á thì nó cũng không bằng những cái con ngoài tự nhiên. Tại vì ngoài tự nhiên á hầu đa những con cá mà full vẫy full màu rồi á thì nhập những cái con sai to hầu đa là đánh bắt tự nhiên hết. Ngay cả Indo nó cũng vậy. Những cái nước Indo vậy, họ nuôi cá thì nó chỉ lên ở cái mức nhất định thôi, chứ nó không thể nào mà nó như con cá mà mình bắt vào tự nhiên được. Thì hầu đa những con cá đẹp là hầu đa đánh bắt khai thác tự nhiên hết. Và những con cá đó thì nó sẽ không có giấy, có gì hết, tại vì nó đâu phải sinh sản trong trại đâu. Chỉ có dòng Tenren này thì nó đặc hữu nó của Malay, nhưng Indo nó đã có trại và sinh sản được thành công rồi và đã nhập về Việt Nam cái Sababy có đúng rồi. Nhưng mà anh nghĩ trong tương lai chắc là loài nào cũng sẽ sinh sản trong môi trường trại được hết. Thật ra đó là cũng một cái cách tương tác lành mạnh với thiên nhiên. Chúng ta sinh sản ra được rồi chúng ta nuôi chơi thôi, thì chúng ta cũng có những cái nó không có được như ở ngoài tự nhiên thì chúng ta cũng phải chấp nhận, chứ còn đánh bắt ngoài tự nhiên hoài thì từ từ nó cũng cạn. Đúng rồi. Thì cũng không nên. Cái này cũng còn một cái băng carbon thì ở cung size này anh để ý, cung size 26 28 á, cung size 28 mà màu nó bắt đầu nó là đỏ hết à, thì nó là dòng vảy đồng đỏ nha, băng carbon, red băng carbon. Thì cái con này đang chớm tiền rất là nhiều. Thì cái việc mà cái giá thành con cá nó sẽ dựa vào cái size và cái tình trạng cá, chẳng hạn như cá ở cái size này chưa lên viền, chưa lên màu thì cái giá thành nó sẽ khác. Mà khi mà đã chớm một vài cái viền lên thì tức là con này nó đã hình thành, mình thấy được rồi. Những cái chưa thấy thì mình không nói, nhưng mà đã thấy được thì giá thành nó sẽ lại khác. Và bắt đầu từ viền nó lên lại vẫy, nó lên là những cái vẫy là vẫy vĩnh viễn, thì nó ở trên cái phần thân con cá, ở phần vạch, sắc tố vạch, thì lúc đó là giá thành con cá lại khác nữa. Nó lại lên từng bậc. Thì cái việc mà các bạn mua ở cái size sổ số, nó em nói lại là sao, lúc mà mua là nó chưa lên viền, chưa lên vảy gì hết, nhưng mà thời gian ngắn nữa là nó lên viền hay lên vảy thì giá thành của bạn nó lên cao hơn. Đó. Và cái việc mà để mà kích thích được cái tính thỏa mãn là các bạn nuôi con cá nó bung ra đẹp, thì cái tính mình cảm thấy mình vui á, mình nuôi được một con cá đẹp và nó tiết kiệm cho mình được rất là nhiều thời gian. Chẳng hạn như bạn nuôi từ một con cá size khoảng tầm 6-7 là size baby mới nhập về đi, thì bạn nuôi lên size sổ số khoảng tầm 18 hay 20 mà để nó bung vậy thì nó mất thời gian khoảng tầm 6 tháng đến 8 tháng. Đó là nuôi với chế độ là mình nuôi ép size để mà con cá nó đẹp. Chứ còn mình nuôi mà mình cho ăn vô tội vạ, ăn nhiều quá, đồng ý nó có thể lớn size nhưng mà nó không bung được. Chẳng hạn như những bé này thì cái size nó đang size sổ số và có những con nó đã chớm viền hết rồi. Có những con nó đã chớm viền hết rồi. Thì cái size này nó cực kỳ đang là đáng chơi ở những cái size này. Tại vì khi mà nó ở size mười mấy, 20 mà nó bung viền, bung đồ ra hết á, thì cái con cá nó đẹp. Chứ còn khi mà con cá lên size 40 mấy, 50 rồi á, mà không có viền, không có vảy, không có màu á, thì cái giá thành con cá nó thì rẻ, nó rẻ, nó rất là rẻ luôn. Thì nói chung mình chơi là mình chơi đẹp mà, thì đẹp càng đẹp còn cái giá trị. Cái đối với dòng cá lóc này nó có những cái bệnh mà liên quan tới mắt không em? Dạ có anh, nó gọi là phổ thông luôn á. Ý là phổ thông ở đây là vấn đề bị về nước á anh. Tức là cái nước của các bạn có vấn đề, thì khi mà nước có vấn đề thì con mắt, hai mắt con cá nó sẽ đục, và tiếp theo đó là sẽ tụt nhớt của con cá. Và cái việc đục mắt thì chị nó rất là dễ luôn anh. Đối với cá lóc á, đục mắt thì chỉ cần là các bạn bỏ ra 8.000 để mua một cái chai thuốc thôi, thuốc gọi là xăng hai, để mà trị đục mắt của bên cá cảnh á. Thì cái nào không sai thì không sửa, tại vì em dùng nó từ đó tới giờ rồi. Và nó đã hiệu quả và đang hiệu quả cho em, thì em cứ đề xuất các bạn nên dùng cái đó. Nó vừa tối ưu chi phí cho mình, nhưng mà cái tính hiệu quả quan trọng nhất là cái tính hiệu quả. Tại các bạn chỉ cần dùng cái xanh hai đục mắt thôi, nhỏ vào vài giọt, bắt đầu mình thay nước liên tục hàng ngày, tức là chăm thêm 2-3 giọt. À, mình nhỏ trực tiếp vô nước nuôi luôn. Đúng rồi anh, nước nuôi luôn. Còn tại vì trong nước nuôi là mình phải thay nước hàng ngày, tức là cái vấn đề khi mà đục mắt là chất nước nó có vấn đề, thì qua ngày mai mình lại thay 20% nước, mình lại chăm lại 20%, thì mình làm liên tục trong tầm 5-7 ngày như vậy thì cái lượng nước của mình nó đã bảo hòa rồi. Và con cá bắt đầu nó sẽ trong mắt lại trở lại.
đó là vấn đề về đục mắt, thì đó là vấn đề đơn giản anh. Mà đối với những cái hồ mà mọi người hay bị đục mắt là bị lật hồ á, tức là mọi người dời qua cái hồ mới hơn, thì nó mới xảy ra, thường xảy ra tình trạng là đục mắt do cái chất nước bên này nó kiểu như là bị thô hơn cái chất nước bên này, là mắt con cá nó bị đục mắt. Còn đối với các bạn đang nuôi bình thường hệ sinh thái mà vi sinh ổn định, nuôi vài tháng cái hồ, những cái hồ ưu tiên những cái hồ mà nuôi vài tháng này cái nước nó cực kỳ ổn định luôn đó. Mình chỉ sợ là những cái hồ mới thôi, hồ mới thì hệ sinh thái vi sinh trong nó chưa có chạy ổn định hết chu trình nitơ rồi đó. Thì ok các bạn, thì những cái clip trước mình cũng có chia sẻ là ở Trấn Nam thì có giống như là tạm gọi là một cái bệnh viện cho cá lóc luôn. Thì Trấn Nam với những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm của mình thì có nhận làm cái đó là làm dịch vụ luôn á. Đó là cái dịch vụ, một cái dịch vụ ở trên ở shop luôn các bạn, đó là chữa bệnh cho cá ha. Thì đối với anh em mà trong nội thành á, thì có thể đem tới đây hoặc tỉnh gần gần có gửi xe lên tiếp. Đúng rồi. Mình sẽ chăm sóc rồi mình chữa bệnh cho các bé đó. Thì trong quá trình mà em làm cái dịch vụ mà chữa bệnh bệnh viện cá thì những căn bệnh nào mà thường gặp nhất, khách dễ gặp nhất? Dạ. Thứ nhất là nấm trắng, là nấm phổ thông, bệnh nó thì dễ dàng các bạn có thể là xử lý ở nhà luôn, mình hướng dẫn các bạn xử lý. Nhưng những ca khó nhất hầu đa các bạn mà hay gửi cho em á, đó là thủy mi. Nấm thủy mi. Thủy mi, nấm thủy mi. Thì thường thường những thủy mi thì nó sẽ hầu đa tập trung nhiều vào những cái dòng lóc lằn, chẳng hạn như lóc nữ hoàng hay là thủy hoàng đế, là khi mới nhập về á, các bạn mua của shop khác chẳng hạn, là mới nhập về á, thì cá nó chưa thích nghi được cái môi trường của Việt Nam á, và trong cái quá trình vận chuyển nó sừng nó bị những vết thương, nó cắn nhau, tại nó đóng gói chung nó cắn nhau, thì bắt đầu về tới các tay các bạn thì vài ngày sau bắt đầu nó lên bông, lên nấm. Thì chỗ những cái vết thương đó nó lên những cái bông tua như cái bông gòn á, thì nó ăn rất là nhanh vào da thịt của con cá. Chẳng hạn các bạn mới thấy đây nhưng qua ngày mai nó đã ăn hết vô cái phần thịt, nó hoại tử, giống hoại tử á. Và nếu mình không xử lý kịp thời thì trong vòng tầm 3 ngày, 5 ngày là con cá nó không còn nữa rồi, tại vì nó ăn cực kỳ nhanh và nó ăn cực kỳ nguy hiểm. Thì những trường hợp mà Nam chữa thủy mi hầu đa là tỷ lệ nó tầm 70%. Đối với thủy mi là nó là tỷ lệ cực kỳ cao rồi, tại vì không có những trường hợp là nó mới chớm thì mình phát hiện kịp thời mình xử lý thì nó khả năng thành công nó rất là nhanh, chữa rất là nhanh. Còn những cái ca mà nó bị ăn vô hết cái phần đuôi, nó chẳng hạn con cá anh mà nó ăn hết cái đuôi rồi, là nó tới vô thịt của anh rồi, hay là nó ăn cục luôn cái tay bơi rồi, thì những cái pha nó là chỉ cần giữ chân mình, cầm chân cho nó sống rồi, thì tỷ lệ rủi ro nó cũng tầm 70% đó. Thì tùy theo tình trạng cá mà Nam sẽ báo. Và cái chính sách của bên Nam thì Nam chữa bệnh thì nó sẽ không giới hạn thời gian, cho dù dưỡng con này phải tầm 1 tháng hay là 1 tháng rưỡi nó mới lành lại, mới khỏe mạnh lại hết đó. Thì mình mới giao, thì Nam mới có là tính phí cho mọi người, và cái phí nó rất là nhỏ, 1/1 so với cái giá trị con cá thôi. Em có thể tiết lộ cho mọi người để mọi người có thể mấy nhiều khi cá bệnh mạnh dạng liên hệ với em. Hiện tại thì Nam dịch vụ bên Nam á, thì tính theo size ở đó là dưới size 30 xăng, từ 10 xăng tới 30 xăng thì nó là tầm 300.000 cho một cái ca chữa bệnh như vậy, coi như là chọn gói luôn nha các bạn. Việt Nam mình có một cái mà sướng hơn ở nước ngoài á, ví dụ như nước ngoài người ta làm gì cũng tính bằng giờ hết trơn á, tính bằng giờ ha, cứ để càng lâu là càng tốn tiền. Còn đúng ở đây rồi. Là Nam là tính theo gói, có nghĩa là sẽ chữa dứt căn bệnh đó, cho dù có dưỡng con cá đó một tháng đi nữa thì cũng cái gói đó là nhiêu đó thôi ha, không phát sinh thêm cái cơ sở hạ tầng đồ với lại tiền thuốc phụ kiện hết, tại vì Nam bao hết tuyệt vời luôn. Và nếu mà Nam chữa không thành công, mà trường hợp mà con cá mà ngay từ ban đầu em nói là Nam sẽ nhận báo trước mọi người là ca này khó hay là không khó, thì Nam sẽ báo trước tỷ lệ rủi ro nó có. Thì những cái trường hợp mà không thành công thì Nam không lấy phí luôn. Thì mình bỏ công ra để mà mình hỗ trợ anh em, mục tiêu là để chữa cho anh em. Tại vì thị trường không có ai nhận chữa bệnh hết, ngay cả những cái shop họ bán cá, nhưng mà có vấn đề á, thực sự họ cũng không nhận chữa luôn. Cái đó là Nam chia sẻ thật. Và cái mục tiêu ở đây là Nam nhận tất cả cá của mọi người. Nếu mà mọi người tin Nam thì Nam nhận, Nam hỗ trợ, Nam chữa cho mọi người. Còn cái việc tính phí là đó là tiền thuốc thang thôi. Thực sự nó không có bằng cái công sức mà thời gian mà Nam theo dõi, cái việc mà theo dõi mà để mà mình can thiệp cho nó. Cái này là cái này là sự thật luôn á các bạn. Có nghĩa là rất là ít có shop nào mà chịu nhận chữa bệnh cho bé lắm, tại vì nó hên xui lắm, nó rủi ro lắm. Mặc dù là mình có nghề, có hiểu biết, có kỹ năng để mình làm cái việc đó, nhưng mà nó là một sinh vật sống mà bên trong nó là biết bao nhiêu cái mạch máu, ADN, telomere, cơ quan chức năng đủ thứ, rồi nó liên thông với nhau, nó là một cái bộ máy cực kỳ phức tạp. Cho nên là để mà chữa bệnh là không có ai có thể mà quả quyết và chắc chắn cả, mà thậm chí là chi phí và quan trọng nhất cái công sức á, cái thời gian công sức nó rất là cực, không? Ví dụ như các bạn đi ra ngoài thú y á, con chó con mèo nó có biển bản giá hết rồi, tính tiền rất là dễ dàng luôn, nhưng mà những cái này nó rất là vô chừng đó. Thì
mình nghĩ cái mức giá mà 300.000 đó giống như là đại khái lấy cho mình có cái động lực mình làm thôi, chứ còn không có lời lỗ gì trong này đâu. Thậm chí cảm là em còn ba, tại vì em thường em hầu đa nói mình nói bán 300.000 á, nhưng mà hầu đa là các bạn mua chọn gói hết cái combo mà y tế của em, tại vì em là cái combo y tế của em là tất cả những cái loại thuốc cơ bản mà để mà trị bệnh cho cá lóc, thì các bạn mua một cái gói đó về, xong các bạn là lỡ gặp vấn đề là Nam hỗ trợ là đánh cái này đánh cái kia là các bạn có thuốc sẵn, thì cái gói đó nó bao gồm cả bảo hiểm y tế, tức là cái miễn phí chữa bệnh luôn rồi. Tức là thay vì chữa lẻ đó là 300.000, nhưng mà cái gói của Nam bán tầm 990.000 là full hết tất cả những cái loại thuốc cơ bản để dành cho cá lóc cảnh đó. Trên thị trường hầu đa bán lẻ lẻ, các bạn đi mua ở ngoài mỗi thứ một chút thì Nam đóng gói hết một combo á, combo luôn cho các bạn, bảo hiểm y tế luôn, các bạn cả cái vấn đề lên Nam chữa miễn phí luôn đó. Là bao gồm cả những cái thuốc mà bạn nhận sẵn nó đã giá trị cũng gần cả triệu bạc rồi. Đó là sự thật. Còn cái việc mà combo 300.000 chữa bệnh miễn phí đó, nó Nam hỗ trợ chi ra ngoài, mọi người ủng hộ cho Nam. Nó giống như là cái phần bạn anh tin Nam vậy thôi, khách hàng tin em thì em hỗ trợ lại. Đó là cái sự thật. Còn đối với khách mà ở xa không có tiện đem cá tới thì mình có cung cấp được cái dịch vụ nào không ta? Thực sự là nó hiện tại cái cơ sở hạ tầng hiện tại dịch vụ em nó còn đang có hạn chế ở đây, là trong cái vị trí địa lý là nội thành thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai hay là Bình Dương, những cái gần có thể là dùng phương thức vận chuyển gửi xe cho em được, hay là tới tận nơi thì em sẽ nhận em chữa được. Còn những cái phương thức vận chuyển xa hơn ở vị trí đó, Đà Nẵng hay là miền Bắc ở miền Trung, thì cái tình trạng con cá nó đang yếu, nó bị vấn đề, nhưng mà gửi qua cho em thì cái khả năng rủi ro nó cao hơn nữa, làm ra là mình khó có thể nhận những cái pha xử lý đó. Thì sau này á, thì trong tương lai gần thì Nam có thể là mở rộng về cái hệ sinh thái là ở miền Bắc và miền Nam, miền Trung á, thì có chi nhánh đại diện thì cũng sẽ có đội ngũ hỗ trợ, cái đó là phía sau này thì Nam sẽ cố gắng làm. Nhưng mà nói với anh em ở xa mà cần tư vấn về bệnh tật thì mình vẫn hết nhiệt tình hết mình đúng không? Hầu đa là ưu tiên là video call, và Nam sẵn đây Nam cũng chia sẻ luôn, các bạn cần hỗ trợ á, các bạn cứ gọi trực tiếp cho Nam luôn, tại vì nhiều khi nhắn tin á nó không đủ truyền tải, nó tốn thời gian và nó không đủ truyền tải hết cái ý của mình. Hay là gọi video call luôn, Nam thường thường Nam tiếp nhận cuộc gọi rất là nhiều, thích Nam vẫn muốn là tiếp nhận cuộc gọi để Nam có thể là Nam thấy được cái vấn đề nó như thế nào, sau là Nam biết video call hết, là Nam chia sẻ hướng dẫn tận tình luôn. Thì ngay cả cái việc các bạn là cần hỗ trợ hay là đi mua cá và ưu tiên video call xem cá hay là Nam hỗ trợ, nó vẫn dễ chi tiết. Tuyệt vời luôn các bạn, đây là một cái tinh thần làm nghề phải nói là rất là tuyệt vời. Và hỗ trợ khách hàng hết mình luôn. Nhưng mà cái này hơi nhạy cảm xíu, ví dụ mua cá chỗ khác hỏi em tư vấn sao? Đây là những cái câu chuyện mà chúng ta cũng phải nói ra để cho thì đối với trường hợp nó vẫn đã và đang xảy ra. Đúng rồi, nó đang xảy ra, đó. Rất là nhiều từ đó tới giờ rồi. Thì vẫn cứ gọi là anh nhắn tin cho em mà anh Nam cho em hỏi cái này cái, thì mình như Nam trên tinh thần của em á, thì lúc nào em hỗ trợ, nhưng mà nó sẽ hỗ trợ một mức độ nào đúng đó rồi, đúng tại rồi. Vì thời gian em còn chi phối rất là nhiều, thì ưu tiên Nam vẫn khuyến khích mọi người là nên gọi, tại vì mọi người nhắn tin nó có thể là Nam sẽ rep rất chậm, tại vì cái khối lượng công việc nhiều lúc mà Nam không có cầm điện thoại Nam rep một lần á. Còn mọi người cứ cần gấp, những cái sự cố mà mọi người cần gấp á, cứ gọi, ưu tiên gọi qua cho Nam số điện thoại, hoặc là gọi Messenger, video call á, gọi qua cho Nam là Nam sẽ hỗ trợ rất là nhanh luôn đó. Còn nhắn tin thì nó có thể là chậm hơn, cái đó là Nam chia sẻ rất là thật luôn. Thì nhiều khi mình hay đặt những cái câu hỏi ra để cho thứ nhất là anh em làm nghề có cái cơ hội để mà giải bày cái tâm sự của mình, đôi khi là không có tiện nói ra, hoặc là cũng ấm ức, rồi cũng băn khoăn trong lòng lắm nhưng mà không có cơ hội để nói ra. Thì sẵn đây thì mình cũng có đặt cái vấn đề ra để Nam Cá Lóc và Nam Higu cùng chia sẻ luôn. Thì bản thân mình cũng vậy thôi các bạn. Thì nhiều khi anh em bắt ở đâu thì mình không biết, nhưng mà hỏi mình thì mình vẫn chia sẻ tất cả những gì mình biết, không có giấu giếm gì cả. Tuy nhiên nó vẫn không sao bằng cái con mà đó nó từ nguồn mình ra. Tại vì sao? Tại vì mình hiểu nó như thế nào, mình hiểu cái nguồn gốc của nó có bệnh tật gì hay không, tính nết nó như thế nào, thì mình chia sẻ mọi cái nó kỹ càng hơn. Còn hãy dù từ một nơi khác thì mình chỉ có thể chia sẻ những cái đặc tính chung chung hoặc là cái cách điều trị nó chung chung thôi, chứ mình đâu có biết, ví dụ như mình đâu có biết cái bạn này nó quá khứ nó là như thế nào, đã từng bị những cái sự cố gì hay làm sao, thì đâu có chia sẻ rõ ràng được cho các bạn. Nhưng mà cái tinh thần của tụi mình là vẫn muốn hỗ trợ hết mình ha, cho nên là anh em cứ thoải mái, cứ cân nhắc, đừng có ngại tại vì góc độ của Nam ngồi chia sẻ với nhau, hai Nam chia sẻ với nhau, thì anh em vẫn muốn xây dựng cái bộ môn chơi nó ngày càng nó nâng cao về mặt kiến thức và cái
gọi là cái sự lan tỏa chia sẻ cái đam mê á, là nó quan trọng, nó là cái cốt lõi để mà đúng phát rồi. Triển cái bộ môn đó. Thì đối với những cái ca bệnh cá lóc á, thì ngoài nãy hai cái liền nắm và cái con mắt thì em cũng có chia sẻ dạ thì rồi. Nó còn thêm một cái bệnh gì, ví dụ về tiêu hóa hay là về gì không ta? Dạ, thường thường nó sẽ có là vấn đề một phần nữa là tiêu hóa thức ăn, tức là hay bị sình bụng á. Cá hay bị sình bụng là nó dấu hiệu mà sình bụng á thì mọi người thường để ý là con cá nó sẽ nằm lờ đờ ở trên cái mặt nước này nè. Nó sình nổi lên nha. Nổi mà nó nằm lên bên lên. Nếu mà có rong bèo thì hay nấp vào trong á, và con cá đó là khi mà nó bị sình bụng thì cái việc chữa ở đây nó như thế nào? Thì cái việc của mọi người lên hạ nước thấp ra. Hạ nước thấp để làm gì? Rút nước xuống đây. Đúng rồi. Hạ nước thấp và mình ưu tiên có oxy, phải đánh oxy nữa. Đánh oxy một góc thì cái oxy này mọi người đánh nhẹ ở một góc thôi, chứ không phải bỏ trực tiếp đánh mạnh ở giữa hồ thì nó cái dòng chảy nó lớn á. Đó, để mà mọi người đánh nhẹ ở bên góc xong bắt đầu mình châm theo cái thuốc men tiêu hóa. Nếu mà nó sẽ có những tình trạng nặng nhẹ là con cá của bạn vẫn ăn được. Những con cá của bạn vẫn ăn được chẳng hạn thì mình sẽ chấm thêm thuốc men tiêu hóa vào thức ăn luôn. Để mà con cá nó ăn tiêu hóa bên trong. Còn hai là mình sẽ châm vào nước, men tiêu hóa vào trong nước. Nhưng mà cái thời gian mà mình cho ăn á, cá đang sình bụng á, mình hạn chế, mình coi thì nó bỏ ăn, có bảo ăn hay không. Và ưu tiên khoảng tầm 5 đến 6 ngày mình mới cho ăn nó lại, cho nó ăn. Nói chung cái bệnh tiêu hóa đó là một dạng bệnh nặng hay là bệnh nhẹ thôi? Theo em nó là nhẹ. Nhẹ thôi. Tại đối với tất cả những loại bệnh mà nguy hiểm của cá lóc thì tiêu hóa nó vẫn đang nhẹ. Tại vì trường hợp tiêu hóa mà sình bụng mà dẫn đến cá mà nó bị chết á, rất là ít. Đối với vấn đề về tiêu hóa, thường thường nó sẽ hay thấy các bạn đi phân trắng, nó đi con cá nó đi phân trắng ra ngoài á, thì thỉnh thoảng con cá tiêu hóa chưa hết nó vẫn đi phân trắng bình thường. Nhưng quan trọng nhất nó vẫn là cái chất nước, tại vì cá là nó sống nhờ nước. Và cái nguy hiểm nhất của em ở đây, đây đó là cái bệnh tụt nhớt nữa, con cá tụt nhớt. Bệnh nguy hiểm nhất đúng không anh? Dạ. Tính hỏi tụt nhớt thì nguyên nhân và cách điều trị như thế nào em? Tại vì tụt nhớt á, thì nó do nước này nè, tại vì do nó anh đang ở một cái môi trường nước này và khi anh thả trực tiếp vào cái môi trường nước khác mà nó không có thích nghi, cái chất nước nó bị thô á, nó chưa chạy hoạt động như những cái nước này nó đang hoạt động mấy tháng rồi thì chất nước nó ổn định, thì con cá nó dấu hiệu nó sẽ là cái mạng trắng, cái lớp vảy của con cá nó rất là khô và nó hiện lên từng cái vảy luôn, và anh nhìn nó rất là khô. Và khi mà cái lớp nhớt con cá nó, cái lớp bảo vệ của nó mà nó khô rồi thì nó như thế nào? Vi khuẩn nó xâm nhập, vi khuẩn xâm nhập vào thì nó bắt đầu giai đoạn con cá nó dễ bị bệnh nhất. Là khi bị tụt nhớt, những cái bệnh liên quan từ nấm cho tới là thủy mi. Và cách chữa của nó thì mọi người là nên bắt ra, nếu mà không có thùng thì mọi người mới bỏ trong hồ thôi, chứ còn nếu mà cá bị tụt nhớt mọi người ưu tiên bắt ra thùng xốp hoặc là một cái chậu, và mọi người bỏ khoảng tầm ngang cái mực nước á, cái mực nước của mọi người cao hơn chiều cao con cá, chẳng hạn con cá đang tầm chừng này là nước mình bỏ lên một xăng nữa. Và mục tiêu để con cá nó dễ thở thôi, nó cần ngóc lên nó thở chứ không phải là nó cần bơi lên quá sao quá cao, tại vì nó đang yếu mà. Thì cái việc mình chữa bệnh cũng vậy, nguyên tắc chữa bệnh thì nước thấp chứ không được để nước cao, và cần phải đánh oxy, tại vì nó cần phải thở đã. Còn cá lóc thì nó có phổi mà, nó phải lên trên nó thở xong rồi nó mới chìm xuống dưới. Thì cái việc mình sẽ có dùng những cái thực phẩm chức năng nữa, chẳng hạn như là phụ kiện. Nếu mình đối với chữa bệnh thì bên em, đối với cá nhân nam thì nam hay dùng nước dưỡng riêng, tại vì trong đó nó sẽ có nhiều cái thành phần, chẳng hạn như là một ít lá bàng và một những cái thành phần khác để mà giúp mà là sát khuẩn con cá nữa. Đây là những cái nước lá bàng này đúng không? Dạ. Cái này là một phần, trong đó nó có sẽ năm thành phần, một phần lá bàng, rồi đinh lăng, rồi sâm, rồi thảo mộc nữa. Và có ít thực phẩm là cái thực phẩm chức năng là thuốc kháng sinh bên trong vẫn có luôn. Dạ, để mình dưỡng á. Quá ok luôn ha. Thì cái này là mình sẽ có kết hợp thêm các cái thuốc tây ở ngoài nữa. Chẳng hạn là có thêm kháng sinh và cái dung dịch stress code của ABI bên cá rồng. Để mà mình tránh trị tụt nhớt con cá thì mình dưỡng như vậy á, tầm 4 đến 5 ngày liên tục. Và mình cần phải theo dõi nha mọi người. Mọi người cần phải theo dõi, cái quan trọng nhất khi chữa bệnh là mọi người cần phải theo dõi tình trạng con cá nó như thế nào đó. Chứ còn nhưng mà lưu ý quan trọng là để thấp nước này và cần phải theo dõi đó. Bây giờ một người newbie đang nuôi cái hồ cá thì tự nhiên nhìn vô thấy con cá, cái biểu hiện nào mà nhìn vô là mình sẽ biết là nó đang có vấn đề về mặt sức khỏe? Thứ nhất là nó sẽ tấm đuôi. Tấm đuôi. Thay vì bình thường con cá của anh nó sẽ là nó kỳ cờ, nó bình thường nó căng hết là nó bơi bình thường. Nhưng mà đột nhiên anh tới con cá mà nó tấm đuôi lại, xếp vây lại, nó xếp kỳ trên kỳ dưới, hai tay nó tấm lại, nó nằm im dưới đáy hoặc là nó nằm nổi lên vệt, thì đó là cái dấu hiệu con cá đang bị vấn đề. Là cái mình thấy được và nó nấp góc á, nó nhét góc thì nó xếp vây lại hết. Còn cái dấu hiệu đó là tiếp theo đó là nấm trên người nó có những cái chấm li ti
thì nó sẽ có hai dạng, đó là nấm đen và nấm trắng. Nấm trắng thì nó rất là đơn giản, mình chỉ cần cho xíu muối và cắm cây sưởi, tùy theo là lóc lạnh hay lóc vảy rồng. Còn lóc lạnh thì mình không có cắm sưởi, nhưng mà lóc vảy rồng thì mình sẽ cắm sưởi tầm 28 đến 30 độ và mình duy trì ở cái mức đó liên tục, và xíu muối đó, và một xíu tê tra Nhật. Thì mọi người nếu mà có thì mình xài tê tra Nhật nha, còn không thì mình xài tê tra Trung Quốc đó. Hai loại đó thì nấm trắng nó là đơn giản rồi, mình phổ thông rồi, không có gì nguy hiểm cả. Nấm đen, còn cái nấm đen thì nó sẽ từng cái đốm, mà thay vì màu trắng là nó từng mảng màu đen trên con mình con cá, thì nó sẽ nguy hiểm hơn cái thằng nấm trắng một chút xíu đó. Và cách chữa thì nó cũng sẽ tương tự hơn, nhưng mà mức độ đánh lâu hơn, nó có thể là lên tới 10 ngày. Tại vì khi dấu hiệu của con cá bị bệnh nấm trắng và nấm đen á, là nó hay chà mình, nó chà thẳng xuống cái nền á, mà nó chà một hai lần thì cái đó là cái bản tính của nó hay chà mình. Không sao, cá lóc nó con nào cũng vậy hết, nhưng một khi nó chà quá nhiều thì chứng tỏ con cá nó đang có vấn đề. Nó đang chà quá nhiều mà nó cứ chà liên tục, và mình nó ngứa và bắt đầu xước hết cái phần mình của con cá, là con cá này đang bị nấm rồi. Thì mà mình phải tìm hướng xử lý cho nó, mình xử lý cái vấn đề đó. Còn về xếp vây nè, dấu hiệu thì nhìn thấy được là xếp vây nè, tấm đuôi lại nấp góc nổi lên phèn, thì những dấu hiệu đó mình cần phải xử lý, mình cần can thiệp, và ưu tiên là phải hạ thấp nước. Còn nếu mà được thì mình sẽ cần cái hồ chuyên dụng hay là cái thùng để mình chuyên dụng chữa bệnh cá riêng, chuyên để chữa bệnh. Nên phải có chuẩn bị cái đó đúng không? Một cái thùng xốp, ưu tiên thùng xốp cũng được, hoặc là cái thùng nhựa đó mình làm trong đó mình sát khuẩn. Và còn cái việc mà mình chữa bệnh á, thì đối với tất cả những cái ca chữa bệnh của em, chữa bệnh thì đều có nước dưỡng hết. Cái đó là một cái thành phần mà để hỗ trợ cho cái việc mà mình chữa bệnh thành công những cái ca nó khó. Còn hầu đa những cái bệnh cơ bản như nấm trắng này thì nó sẽ cần những thuốc tây và cái xíu ít muối thôi thì nó đã xử lý được cái vấn đề đó rồi. Còn những cái bệnh nó khó hơn thì nó cần những cái thuốc chuyên dụng đó, và cũng như là cái thực phẩm của chức năng để mà mình xử lý cái vấn đề đó. Thì anh thấy cái bên cái ví dụ như bên các loại cá khác thì nó cũng có một cái dạng gọi là đột biến, thì bên cá lóc mình có đột biến không ta? Dạ có anh. Thứ nhất là nếu mà nói cá lóc đột biến thì đối với ngay cả bản địa của mình, đó là dòng vây xanh của mình, thuần của nó là kỳ đỏ tay bơi vàng đó, mà mình đen thôi. Nhưng mà nó sẽ có đột biến ngoài tự nhiên, đó là đột biến synthetic, tức là màu vàng. Mình nó sẽ làm full gold luôn, nó full màu vàng luôn. Nó cũng là dòng vây xanh, nhưng mà mắt nó màu đen, nó không có được ruby eye nữa. Tại vì khi albino thì nó mới ruby eye mắt đỏ. Còn cái này nó vẫn xanh thiết thôi, mắt vẫn đen. Thì đó là một dòng đột biến vây xanh. Thì còn ở các cái dòng cá khác nó vẫn có nha, nhưng tỷ lệ nó rất là ít. Và hầu đa là nó trong tự nhiên thôi. Còn Việt Nam mình có rất là nhiều. Chẳng hạn vây xanh này, chú hoa vẫn có nè, đồ địa. Và lóc đồng albino. Rất là nhiều dòng mà đột biến màu vàng, hầu đa là bạch tạng và vàng đấy. Mà trước em còn có mà bị sự cố đột biến thì chúng ta đang nói về cái kiểu gen. Kiểu gen nó bị gãy cái ADN, nó ra những cái đột biến. Chứ vậy còn cái kiểu hình thôi, ví dụ như con cá rồng có những con nó bị gãy cụp xương sống hay là này nọ, nó làm cho độc, nó dạng hàng độc đó, thì bên cá lóc có không ta? Ở bên cá lóc thì nó sẽ có những dạng đột biến như là sọt á. Sọt. Cá lóc sọt á thì nó sọt. Sọt là những con sọt rồi super sọt nữa. Super sọt thì nó sẽ ngắn hơn và nó tròn hơn, lưng cao nữa. Có những con mà pha phu, super sọt, pha phu là cái lóc đồng của mình á. Anh chắc anh biết lóc đồng mình rồi. Thì nó sẽ có đợt, trước em cũng có nhập á, là Trung Quốc nó lai tạo ra là cái dòng cá lóc đồng là Sachita Albino và sọt pha phu luôn. Thì bên cá rồng có những anh cá rồng hay săn con đó về chơi, những cái anh chơi pha phu hay chơi pha phu á thì săn những con đó về chơi, thì nó về cấu trúc xương á là nó ngắn lại như pha phu, nhưng những con cái dòng săn mồi khác, cá khác đó là về cấu trúc hình á. Còn có những con đuôi nó, cái đuôi nó bị gãy nữa, thay vì cái đuôi của nó bình thường là sọt thì nó ngắn thôi, nhưng mà có những cái con cái đuôi tới cái khấu đuôi của nó là nó bị cụp xuống dưới này luôn, là nó gọi là bị tật luôn. Có những con bị tật luôn, chứ không có một cái bộ bản gen cố định là ra 100 con sọt là 100 con sọt như nhau. Nó sẽ có mỗi con có mỗi hình thái khác nhau, đó là cái trại khi mà làm. Còn tự nhiên thì nó mô hình tràn vạn, nhưng mà chắc chắn là sẽ có những cái hàng đột biến về màu sắc, về cơ địa nữa. Thì về cá anh thấy lâu lâu bà con kéo lưới cũng có những con cá chê, cá cha đồ, albino đồ này hết á, nhiều. Dạ, lóc thì cũng có. Lóc đấy. Thì anh nghĩ chắc cũng có chứ. Chân châu cũng có, như dòng nào cũng có hết anh, em có thấy rồi. Nhưng mà hình như được không có được chuộng lắm hết ta. Hay cái giá thành của nó, cái dòng đột biến nó có cao hơn cái dòng thường nhiều không? Chắc chắn cao anh. Chắc chắn cao hơn, tại vì nó không có hàng để anh sở hữu nó luôn. Có những cái hàng đó thì họ mang giá trị sưu tầm không, giống rồi anh, những cái hàng đó là nó không có giá cố định á. Thì nó chỉ có việc là con này họ ra bao nhiêu, hầu đa là không phải ở chủ shop nữa anh.
Cái đó là những cái con hàng mà của người dân á, người dân và những cái tay chơi họ săn được á, thì họ ra giá thôi, chứ còn không có hàng để mua thôi. Bắt đầu sung rồi nè, sung lớp chặt 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 chặt. Ở đây em là bao nhiêu hồ ta? Hiện tại bên này khoảng tầm 183 hồ. Trời bên ơi. Này còn nhỏ. 183 hồ. 183, còn bên kia khoảng tầm 20 mấy hồ lớn này để ghép cặp về nuôi cá cặp. Nhưng mà nó rất là gọn ha. Dạ. Thì cái này mỗi một cái công tác cho ăn mỗi ngày nó đơn giản không em? Thì mỗi lần cho ăn em tầm nửa tiếng. Nửa tiếng ở đây là nhanh vậy? Nửa tiếng ở đây em thì riết là em đi theo cái ba rem rồi. Thì cái size cá dòng nào nó ăn đồ ăn nào thì em làm hết một mâm đó. Xong bắt đầu là ở cái size này bắt đầu đi từ bỏ từng hồ từng con đi một vòng hết thôi. Còn cá nhỏ thì cho ăn đồ ăn trực tiếp vào hồ hết, hầu ra cho đồ ăn trực tiếp vào hồ hết. Đang là đây là mình nói cái gọi là bỏ vô rồi nha. Còn ví dụ như mà gọi là những con cá mà yêu thích á, nói chung là có thời gian á, là trước khi cho ăn là phải đó, phải ghẹo nó vậy. Thấy không? Đầu nó lanh rồi các bạn. Thấy anh em chơi cá có hay gõ vô cái kiến vậy nè. Khi mà anh cho cá ăn ở cái số lượng lớn thì cái hiệu ứng đám đông nó bị ảnh hưởng. Chẳng hạn như anh nuôi một con nó khác mà anh nuôi một bầy, khi anh cầm cái gấp đồ ăn lên thôi là bắt đầu nguyên cái giạc này nó đã quen ăn nhiều lần á, là nó nhoi con nào nó sẽ nhoi nó đòi ra đồ ăn, hay là nó thấy mình cầm cái đồ ăn cái hộp đồ ăn á là ra, là bắt đầu con nào nó sẽ ra tới đây là nó nhoi. Và anh bỏ đồ ăn cho con này, bắt đầu con này là nó muốn phi qua đây rồi. Nó thấy nó phi mấy con này nè là nó bỏ là nó muốn phi qua nhau hết rồi. Nói chung tụi này là nó háo ăn. Đúng rồi, rất là háo ăn. Nhưng mà nhờ cái háo ăn đó mình cứ mới chơi với nó hay đúng không? Còn cái vấn đề nước nôi thì sao em? Dạ, nước nôi thì chỉ có là đối với những cái hồ mà cá em bắt đi thì em bắt đầu em mới lập hồ em hút đáy thôi. Chứ còn bình thường những cái hồ mà ổn định thì không có lập hồ anh. Tại vì cái chất nước nó đang rất là tốt. Tại vì khi anh thay nước mới vô thì nó cần một cái thời gian nhất định để cái hệ sinh thái bên trong nó chạy á, hệ vi sinh nó ổn định. Thì mình lúc đó mình thả cá mới an toàn. Còn khi anh mới thả cá vào bắt đầu ngày mai bắt đầu anh thấy những cái dấu hiệu là con cá nó bị tụt nhớt, nó mặn. Ví dụ như cái hồ này đi là cái hệ vi sinh trong đây nó rất là ổn định nè. Dạ. Thì khoảng bao lâu là em mới thay nước, hay là khi nước nào có vấn đề mới thay luôn? Nước em không thay nha. Em chỉ có hút đáy thôi. Hút lọc thôi. Em chỉ hút cái đáy như những cái cặn bẩn đó thôi. Còn nước em không thay, em chỉ châm thêm nước. Tại vì trong thời gian là một tháng đi, nước nó sẽ rút xuống từ từ. Thì mình sẽ châm lên lại đó, mình bổ sung lại nước để mình bù nước lại. Chứ còn về thay nước thì em sẽ không thay, trừ những trường hợp cái hồ nước này nó bị vấn đề, chất nước nó bị hư thì bắt đầu mới lật hồ 100%. Nên cái phần mà thay nước ở cửa hàng á, em nó rất là nhẹ. Thật sự là rất là nhẹ, không có thay nước nhiều. Nhưng mà anh nghĩ nó cũng là một vấn đề ha. Tại vì ví dụ như mình có một cái hồ cá mình muốn để ở phòng khách á, thì mình muốn lúc nào cái chất nước nó cũng phải sạch sẽ. Con cá khi mà nó tung lên một cái thì những cái phân nó không có trôi này nọ đây. Thì cái đó mình có cái hướng nào không? Dạ, nếu mà ở tại vì ở cương vị của Nam ở đây đó là cửa hàng và Nam ở cần số lượng, và cái cách quy chuẩn hồ của Nam á thì là ưu tiên là số lượng tinh gọn để mà có thể là, tại vì cá vô ra liên tục. Còn các bạn chơi thì các bạn chơi tới đâu đó tầm vài hồ chứ không thể nào mà lên tới vài chục hồ được. Nên các bạn sẽ chọn những cái hồ của tay là hồ hai tầng mình làm những cái lọc tràn hoặc là lọc bách, thì khi có máy bơm thì cái hồ các bạn luôn luôn trong và nó cái hệ thống lọc ở trong này nó chạy liên tục, các bạn thường chạy liên tục thì phân nó lắng hết trong cái bông lọc rồi với lại cái túi lọc của mình hết, nó lắng lại hết thì các bạn nó luôn trong giống như những cái hồ của Nam bên kia thôi. Thì khi mình xài lọc thì nó cực kỳ trong đó. Ê, anh có nghe một cái thông tin mà cá lóc mà nó ở sạch quá thì lại không khỏe cho nó cho nên là anh cũng hơi thắc mắc cho đó. Có nghĩa là mình vẫn có thể cho nó sạch sẽ hoàn toàn luôn? Tức anh hiểu, anh hình dung một cái ở đây đó là sạch quá là không có tốt đâu mà. Nhưng mà nó cá lóc á, nó sống trong môi trường gọi là nước nó dơ được. Tức là so với những dòng cá khác, nhưng mà dơ ở đây là không có bị chất nước dơ. Chứ chất nước dơ thì con nào nó cũng chết. Đúng rồi. Chứ còn cái hồ nó dơ thì nó sống được, nhưng mà chất nước dơ là nó không sống được. Còn bình thường chẳng hạn như là cái hồ cá đây anh, cho dù anh có một năm anh không thay nước, cá lóc vẫn sống bình thường, nó cực kỳ khỏe và những con cá nó phát triển rất là tốt. Tại vì bản chất ở ngoài tự nhiên đó mà, nó đâu có được trong như này. Còn này sình, nước sình, nước đồ này nọ nuôi được mà. Còn mà để mình chơi thì ưu tiên mình chơi nước trong. Mình chơi nước trong thì mình chạy lọc thì nó vẫn bình thường, nó không có vấn đề. Cái lọc đáy để hút sạch phân đồ ra hết là vẫn vô tư hết đúng anh không? Anh xài lọc tràn thôi. Đối với các bạn nuôi hầu đa những cái hồ là 644 hay là 844 hay là 1m250 thì mình xài lọc tràn hoặc là lọc vách, một cái máy bơm thôi là nó đã hút hết cái phân cặn đó. Tại vì cá lóc nó ít phân lắm, nó đi rất là ít so với những dòng cá khác. Tại vì anh nuôi solo một con mà, anh đâu có phải nuôi bầy như cái kia đâu. Nên cái lượng phân nó ra rất là ít và cái máy bơm nó sẽ hút hết. Và hồ luôn luôn nó trong.
và quan trọng là cái hệ vi sinh nữa. Vi sinh nó quan rất là quan trọng để mà nó tiêu hóa những cái phân vi khuẩn, phân hủy những cái chất bã, chất đồ này nọ, đúng không? Rất là trong, quan trọng là cái vi sinh, hệ sinh thái của mình. Còn cái mọi người nuôi cá lóc mà mọi người lặt hồ quá nhiều á thì con cá của các bạn nó không có phát triển tốt được, tại vì nó cần cái tính ổn định. Cái tính ổn định là nó ở cái môi trường này lâu, 2-3 tháng, 4 tháng bắt đầu nó thích nghi rồi. Các bạn lật qua một cái môi trường mới, qua dời qua cái hồ mới, bắt đầu nó lại bắt đầu lại nữa. Những anh em mà newbie á, người ta vẫn chưa có, anh nghĩ là người ta chưa có hiểu rõ cái từ lật hồ lắm, thì em có thể mô tả cho mọi người. Giống như bản thân anh cũng không có hiểu cái từ lật hồ nó, tại vì đằng sau cái từ lật hồ nó còn nhiều cái ý nghĩa, đúng không? Thì em giải thích cho mọi người với cái thì từ lật hồ là sao. Khi mà lật hồ ở đây á là có nghĩa là các bạn đang nuôi cái bé đó trong một cái hồ 433 đi, hồ kích thước nhỏ 433 nha, thì set up mọi cái nó đang bình thường và các bạn muốn dời con này qua một cái hồ lớn hơn, dời qua một cái hồ lớn hơn là 644 hay là 844, thì các bạn lại set up một cái hồ mới cho nó và dời nó qua một cái môi trường mới. Là mình lật đột ngột luôn, đột ngột đó là nó thay đổi môi trường, một sân sống 100% đó. Rồi tiếp theo cũng có dạng lật hồ nữa là các bạn hệ thống hồ ở đây không set up gì hết, các bạn đang không set up gì hết, xong rồi các bạn là bắt con cá ra ngoài, xong các bạn set up lại cái hồ, thay nền, thay phong, thay cây cối lũa liếc ở trong nhà trong này hết đó, xong rồi lại vô lại cái mới, xong rồi thả con cá vô, đó là lật hồ nữa đó. Thay đổi môi trường 100% thì hạn chế như vậy. Còn cái từ lật hồ nó nghĩa là vậy ha. Còn khi sao em? Thì khi mà các bạn nuôi á là ưu tiên đó là dời hồ nha, tức là có những trường hợp mình bắt buộc mình phải dời chẳng hạn, thì mình ưu tiên những cái mình lấy nước ở trong hồ nè, mình ưu tiên mình lấy cái nước trong hồ, mình đừng bỏ nước mới hay là nước hồ khác, mình lấy cái nước trong hồ ra để mà mình, nếu mà lấy được càng nhiều càng tốt thì mình giữ con cá ở trong cái môi trường nước đó liên tục để nó không bị sốc, nó thay đổi cái môi trường nước á, xong rồi mình set up hồ, mình chạy ổn định, xong mình thả nó vô lại từ từ thì nó sẽ là nó đỡ hơn, khả năng rủi ro nó đỡ hơn. Nó chứ làm gì làm nó cũng phải có những cái bước chuyển mình từ từ các bạn. Còn các bạn chơi đột ngột quá là nó dễ bị sốc lắm, nó dễ gây ra những cái phản ứng sốc lắm đó. Thì vừa rồi là chúng ta đây là cái khuôn viên này nó cũng nhỏ thôi các bạn, nhưng mà cũng 100+ cái hồ, 180 hồ. Thì là ở đây Nam nó là chia ra từng rất là nhiều loài ha, và mỗi con thì nuôi solo hết. Thì bên kia là có những cái chỗ ghép cặp thì để cho phục vụ anh em đam mê luôn, tùy vô cái nhu cầu luôn. Và nãy giờ chúng ta được nghe Nam chia sẻ rất là nhiều những cái tâm huyết của mình, những cái kinh nghiệm của mình đó. Mình thì mình cố gắng vận dụng cái khả năng đặt câu hỏi của mình để moi móc hết những cái ngóc ngách, những cái khía cạnh đó. Thì Nam đã chia sẻ rất là nhiệt tình luôn, rất là chi tiết mọi cái luôn. Thì trong quá trình mà mình đi quay review các này nọ, các pet shop rồi này nọ, bạn thì cũng rất là vui. Thì nhiều anh em cũng nói là làm như vậy thì sẽ khuấy động được cái phong trào lên. Rồi làm cái mặt như vậy là cái mặt truyền thông sẽ giới thiệu được với lại nhiều người chơi hơn. Thì cũng có những anh em rất là giỏi về nghề nhưng mà lại không có, hơi rụt rè chút xíu, không có mạnh dạn chia sẻ. Thì nhờ mình vô nhiều chuyện đặt câu hỏi tới tóc luôn cho trả lời, để anh em có thể hiểu rõ cặn kẽ. Chúng ta chưa có chơi nhưng mà chúng ta cũng có thể hiểu được cái đặc tính sống, về cái cách sinh hoạt, thức ăn, môi trường nước, đủ thứ vấn đề luôn. Thì từ từ chúng ta sẽ xây dựng lên cái đam mê của mình, thì chúng ta sẽ bước thơ cho chúng ta chơi ha. Ok các bạn, rồi ở cái clip trước á, thì Trấn Nam đã có nói rồi, nhưng mà clip này mà em nhắc lại một cái để cho anh em có thể nhớ nhớ mà liên lạc đọc bát của Nam Ngô được gì. Thì sẵn đây thì cũng thay lời và cảm ơn cho anh Nam Ngô, thì cũng nhà cũng không có gì để gọi là tri ân, thì bây giờ tri ân cho tất cả mọi người yêu quý anh Nam Ngô cũng như là yêu thích Trấn Nam. Thì qua cái clip của anh Nam Ngô đã tiếp biết đến là có cái môn cá lóc cảnh này và biết đến anh Trấn Nam. Thì nếu mà được thì mọi người yêu thích ở sử dụng dịch vụ ủng hộ cho Nam, thì Nam sẽ là tri ân lại cho mọi người, những khách hàng biết đến Nam qua Nam Ngô. Thứ nhất là bao ship toàn quốc, ship toàn quốc cho mọi người, tuyệt vời luôn. Không dừng ở đó, còn thêm một cái chai nước dưỡng để mọi người mà tanning cá nữa nha. Cá lóc, cá bầy rồng. Một chai lớn vậy luôn. Một chai lớn nữa, chai này thì vị trí nó là 75.000. Em đang bán 75.000, nhưng mà đối với anh Nam Ngô á, 75.000 không là gì hết á. Cái này là sẽ tặng cho tất cả mọi người, có thể là 1.000 chai sâm miễn phí chẳng hạn. Ok các bạn, đây là những cái nước dưỡng cá. Thì trong này nãy Trấn Nam có chia sẻ, trong này có lá bàn nè. Rồi cái bằng gì? Lăng. Bằng lăng nè. Thảo mộc, nước sâm. Và các
thuốc nữa anh, à, kèm thêm thuốc. Coi như là những cái kháng sinh rồi này nhỏ để phòng chữa bệnh. Thì đây là một cái chai dưỡng cá, giá trị nó tầm khoảng 75.000. Thì các bạn sau khi coi clip này, coi như là khởi phát cái niềm đam mê với cá lóc, muốn chơi, muốn trải nghiệm, muốn thử nghiệm, muốn tìm hiểu, muốn thế này thế nọ, và mua cá hoặc là sử dụng dịch vụ ở Chánh Nam, Chanafish, thì các bạn sẽ được đọc, nhưng mà nhớ đọc bán Nam Ngô, Ngô sẽ được miễn phí ship toàn quốc ha, và được tặng cái chai này cũng free ship luôn, rất là tuyệt vời luôn. Thì đây là một cái tấm lòng cũng như là một cái sự coi như là muốn phát triển phong trào của Chánh Nam đối với lại mọi người, với anh em. Anh cũng thay mặt khán giả mọi người cảm ơn em một lần nữa rất là nhiều luôn vì cái sự hào phóng này, thật sự rất là hào phóng luôn các bạn. Rồi thì sáng giờ hai anh em mình nam với Nam đã đi một nói chung là cũng chưa có đã ngứa các bạn đâu, mình đúng biết rồi. Mình sẽ có thể em ở trong giới thì có thể nhờ em sẽ kết nối lại những anh em chơi dòng cá lóc này nè, thì có thể kết nối với anh để có dịp thì anh sẽ tới anh giao lưu với lại những anh em khác, rồi sẽ quay những cái thước phim cũng như là những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức khác để chia sẻ tới những cái bạn mà mến mộ cái bộ môn này ha. Lúc đó anh sẽ nhờ em kết nối. Thì hai anh em mình là đã nãy giờ đi hết một tour ở đây, có những dòng cá gì, những cái bệnh gì, những cái kỷ niệm vui buồn, nói chung là tất cả mọi cái thì rất là vui luôn. Anh em nói trời ơi, lâu lâu mới nói chuyện mà nó đã như vậy, đã cái nư như vậy. Thì cũng hy vọng là qua các clip này các bạn cũng sẽ tích góp được cho mình những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm, cũng như là có những cái động lực, những cái ngọn lửa nào đó nó làm cho chúng ta cảm thấy yêu đời hơn, vui vẻ hơn. Ok, chúc các bạn xem clip vui vẻ ha, và nhiều sức khỏe. Bye bye. Bye bye.